Sao có một mình tôi vậy nè? Chị tôi đâu rồi? Ráp bài chị tôi ra coi. Mùa đông thêm lạnh, không ai bên cạnh. Đã từng đêm anh qua chờ, con đường không em đi qua. Anh chỉ trong giấc ngủ, em phải trong cơn mơ. Số tình yêu bao nhiêu là cái thật hiên quang. Số tình yêu bao nhiêu nó nhớ biết bên nhau từng giờ. Tìm về trong khúc ca cho nhau tình yêu vô bờ. Anh chưa với bên em, biết được chỉ còn quen ta bên nhau ngày tháng. Nó xây tương lai từ sáng, nó xây tương lai huy hoàng. Từ bao ngày qua, chân cưng cái gì? Sao vậy? Sao vậy cưng? Sao vậy? Ráp đồ chơi. Ai vậy à? Thế giới thì lạnh quá, anh chắc anh có quyền đi cho em. Tất cả cảnh xanh là em chạy nhanh. Yo. Ờ, không những hát hay mà bữa nay chị còn đọc rap nữa. Nãy giờ chị đâu vậy? Trời ơi, chắc đi uống hai cái tóc này phải không? Đúng rồi, tại bữa nay chị nghe nói là có trai đẹp trai xin ghé thăm căn bếp của mình. Vậy hả? Rồi bây giờ mình chào quý vị khán giả cái đã. Dạ. Chào tất cả quý vị khán giả đang theo dõi chương trình Căn bếp vui nhộn. Và chương trình Căn bếp vui nhộn do đài truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng Madison Media Group thực hiện. Dạ, và như thường lệ thì chúng tôi chắc chắn mang đến cho quý vị những điều thú vị hấp dẫn, cả những món ngon quý vị có thể nấu ở nhà. Chỉ cần đồng hành với chúng tôi vào khung giờ quen thuộc thôi. Còn chờ gì nữa, hãy cùng chờ đón ca sĩ Kim Thành và diễn viên Trần Nhâm. Chào anh Thành, à. Chào Nhậm. Đầu tiên thì cho em gửi lời chào đến chị Khả Như xinh đẹp ạ. Chào đến bạn Thành xinh đẹp như chị Khả Như. Đến anh Huy đẹp trai và toàn thể các quý vị đang xem đài. Dạ. Năm nay em 23 tuổi rưỡi ạ. À không, 23 tuổi phẩy 7 ạ. Tại vì cũng sắp sinh nhật rồi. 23 tuổi. Ê, vậy nhỏ hơn chị 11 tuổi á. Nhỏ hơn chị 11 tuổi luôn. Ý định mệt. Trời ơi, thôi. Là duyên phận chị ơi. Bây giờ chúng ta sẽ chia làm hai đội và hai em sẽ được lựa chọn hai người mà gọi là ưu tú nhất. Mọi người hãy cùng hướng mắt lên sân khấu đã để cùng mặt, chào đón. Lâu rồi. Đúng rồi. Quay lưng lại đi rồi. Rồi, hãy cùng chào đón hai vị khách đặc biệt đến đây để làm bếp phó của chương trình. Xin mời. Yo, quay lại đi nào. Trời ơi. Thất vọng hả? Thất vọng ra mặt, không giấu được cảm xúc. Em bị vui quá nè, vỡ ngỡ ấy. Không, tôi thấy hai người ra mặt luôn. Vậy à? Chị thấy em vậy nè. Trời ơi, giống như là muốn đi về á, người ta là người hỗ trợ cho em. Dạ. Đó, bây giờ là muốn chọn hai bếp phó hay không? Có. Ai muốn chọn trước? Em. Em á, đâu phải dễ mà chọn bếp phó vậy, đâu phải dễ mà chọn bếp phó vậy, đúng không? Chúng tôi đâu phải là dễ dãi. Rồi, muốn lựa chọn hai bếp phó ngày hôm nay á, trước hết chúng ta phải tham gia vào một thử thách của chương trình. Dạ, yeah, xin mời thử thách. Yes, đây là thử thách của chúng ta. Mình sẽ dùng một tay bóc làm sao được nhiều trứng nhất, nhưng mà cái trứng phải còn nguyên. Em có một thắc mắc á. Sao ạ? Nhưng mà mình chơi xong mình bóc thì cái vỏ ai đổ ạ? Cái vỏ ai đổ hả? Em yên tâm đi, anh là chuyên gia đổ vỏ. Bóc bút bắt đầu. Nào, hãy cẩn thận nha. Là trứng cút phải còn nguyên vẹn thì mới được tính. Chàng trai có vẻ khéo léo. Anh ta đã lột gần xong cái trứng cút kìa. Có vẻ như Nhậm là người khéo tay hơn. Nhưng mà Kim Thành là cũng không thua kém. Đổ lên Thành ơi. 10 9 8 7 6 5 4 3 2 à 1. Wow. Hết giờ. Phần thắng đã thiên về đội của bạn Nhậm vì bạn Nhậm được hai cái trứng cút. Còn Kim Thành sau thời gian loay hoay đã làm được một cái trứng cút. Vậy em được quyền lựa chọn. Yes. Em thì chắc là thôi thì em nhường quyền ấy cho bạn Thành. Tại vì là thôi thì ở đây thì cũng có mỗi hai chị em là phụ nữ rồi thì thôi. Ta là bài cái trò để cho thi thố là để cho mình lựa chọn. Nhường sao nãy không đòi nhường đi rồi thi xong rồi nhường. Bài là đây cho thi. Em thể hiện một chút là mình cũng khéo léo. Em cũng chỉ muốn chiến thắng người ta thôi. Đúng. Rồi xong em lại nhường cái quyền để cho người ta. Em làm vậy để được cái gì trong để cuộc được đời cái gì trong cuộc đời em hả Nhậm? Muốn minh chứng là mình có làm được gì thì mình cũng dành hết những điều tốt đẹp cho rồi nữa. Anh chấp nhận, bây giờ nhường cho Thành. Rồi nhường cho Thành quyết định. Rồi. Như anh chia sẻ là em không giỏi nấu ăn đâu. Em không giỏi nấu ăn thì em yên tâm trời. Ở đây nè, ngoài việc nấu ăn ra anh còn giỏi decor nữa. Tức là trang trí á, là cái điểm trang trí cũng không có quan trọng lắm trong phần thi này. Thôi nhưng mà em không thích anh. Không thích anh. Không thích anh. Ủa trời ơi. Chị Như hơn. Thế là đội mèo mà đã có gái đẹp rồi, mời em về đây.
đã có Kim Thành trong tay. Em cũng khéo léo lắm anh ạ. Thực ra thì em là một người mà em rất ít khi nấu ăn ạ. Em yên tâm, có anh rồi. Không sao đâu, có Huy, Huy rất là khéo tay. Và chúng ta sẽ gặp bếp trưởng của chương trình. Nhưng mà trước khi gặp bếp trưởng, chúng ta hãy cùng nghỉ giải lao trong ít phút. Chúng ta sẽ quay trở lại ngay ạ. Và các bạn đã quay trở lại với căn bếp vui nhộ. Và bây giờ chúng ta hãy cùng chào đón bếp trưởng thân thương của chương trình, đó chính là Hoàng Xin. Chào chị Như, chào anh Huy, chào hai đội chơi. Dạ, hôm nay là món gì vậy Xin? Hôm nay mình sẽ làm một món ăn rất là tốt cho sức khỏe, giữ dáng được luôn, là món đậu hũ non hấp với tôm. Nghe thấy dễ Huy. Đậu hũ non là phải khéo tay lắm. Nhưng mà bây giờ hơi thắc mắc làm gì nữa, mình tiến hành luôn đi. Xin mời thực hiện. Và bây giờ chúng ta đến với món đậu hũ non hấp tôm. Thì nguyên liệu đầu tiên là chúng ta có đậu hũ trứng. Cái trắng trắng là mì chính hay là bột gì anh ạ? Cái trắng trắng là bột mì. Nấm mèo và nấm hương. Thì chúng ta nấm mua về rửa thật là sạch. Em nhớ công đoạn nha, công đoạn á. Tục lên, ly tục lên. Vạch đầu con tôm ra. Vặt đến đuôi con tôm. Nè, thấy rõ ràng không? Thấy rõ luôn á, lặt cái đầu con tôm đúng không chị? Đúng rồi. Thì em đang... Lột hết rõ không? Dạ. Lột không? Em mà phải rửa sạch đi mọi người. Mấy con tôm? Năm. Hả? Năm đâu mà năm, em thấy hả? Chị Như nói. Mấy con tôm? Gì? Mấy con tôm? Không, không ăn. Trời ơi, đâu có ngủ ăn cơm đâu mà hỏi. Mấy con tôm? Băm nhỏ một nhí đây nè, băm nhỏ một nhí như băm nấm. Năm con tôm nhưng lột mấy con? Cái gì nữa? Lột mấy con, băm mấy con? Xong rồi. Không có lăn bột. Xong rồi phải lau dao đi, lau thớt đi. Lột mấy con, băm mấy con? Tôm lộn mấy vòng anh? Trời ơi, chết luôn. Tôm lộn mấy vòng á? Tức chết luôn. Tức quá trời tức rồi. Xin ơi, tập trung làm cho nhanh kệ. Phải rửa sạch cái thớt với dao đi rồi mình thái hành ra. Anh không có cần nghe rửa sạch, cái đó lát nữa anh tự biết. Anh vừa nói gì cơ? Thái hành nhỏ ra. Phần tôm đã được lấy chỉ lưng. Phải thái tôm ra. Và chúng ta sẽ băm nhỏ phần này nha. Hỏi đi, trả lời cho. Băm sao, tôm băm sao? Năm mấy à, xin năm mấy không biết. Chưa nói. Tôm phải rửa sạch xong rồi thái ra. Cắt cái đầu thôi, chúng lột cái phần đầu. Chúng ta có phần nấm hương nha. Cho cái nấm cái gì mà nó nhô lên, nó thừa gì thì cắt bỏ đi. Cái gì mà nó nhô lên, nó thừa ra cái chân nấm. Trời ơi, chết luôn. Lấy gì? Phô mai rồi. Đậu hũ non. Đậu hũ non ông ư. Trời ơi, cái món đậu hũ non. Anh bảo là anh ngủ đi. Ủa rồi. Đậu hũ chứ phải đi ngủ. Anh bảo là đi ngủ đi. Đi ngủ đi. Em ngủ đi. Em đi ngủ đi Nhậm ơi. Ơ nhưng mà sao sao phô mai này rắn rắn nhỉ? Cái này là đậu hũ. Đậu hũ. Bình ngủ ấy à? Đậu hũ chứ không phải bù ngủ. À. Em à thôi, em chả biết anh nói gì đâu. Anh ấy đang vẽ hình trái tim trên phô mai. Đậu hũ. À, đậu hũ ấy ạ? Đúng rồi, đậu hũ non. Quét mấy lỗ em? Bịt bè buồn quá. Mấy lỗ, bài này buồn. Bài này buồn quá. Trời ơi là trời. Cho bài nhạc sung sung đi kìa, cái bài nó buồn quá kìa. Chương trình căn bếp vui nhộn mà mở cái bài buồn quá. Cho nhạc người vui lên. Vội vã. Một người ra đi vội vã. Anh ấy cho... Dầu ăn. Dầu ăn vào trong chảo rồi. Trời ơi. Dầu ăn vào trong chảo. Dầu sôi bỏ hành tím vào. Anh ấy cho hành lên phi. Rồi thơm quá chị ơi, thơm quá à. Thơm quá. Anh ấy chỉ đảo có một xíu thôi. Xong rồi anh ấy bây giờ đổ ra đĩa rồi. Và bây giờ chúng ta sẽ mang đi hấp nha. Đó. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đợi 10 phút là xong. Dạ mọi người lại coi à, rất là đẹp à. Wow, ngon quá. Thơm lừng. Dạ rồi, mọi người thấy như thế nào? Bây giờ chúng ta bắt đầu đi nấu ăn được chưa ạ? Sau một vài phút giải lao, chúng tôi sẽ quay trở lại để thực hiện cho mọi người xem. Đừng chuyển kênh nha. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với căn bếp vui nhộn. Cọc nha, khó khăn quá xin ơi. Và bây giờ chúng ta sẽ có 5 phút để đi chợ với chiếc áo 500 mà. Bao nhiêu đây ạ? Sợ nó bạ bể á chị. Thôi em cầm nha. Rồi cầm hai tay giống như múa. Múa xong rơi mất. Hành lá. Em nãy có bột không?
Có bột ạ, có bột. Từ từ nhá. Đây lấy giùm, lấy giùm. Qua đây, qua đây. Từ 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 từ. Để đâu nước ngầm nóng đâu. Lên bàn đó. Dạ hết giờ ạ, hết giờ, hết giờ chạy về ạ, hết giờ chạy. Món này rất là nhanh, chúng ta có 15 phút để làm món này nha. Chị ơi đợi chút, em qua lấy đĩa bột. Dám lấy của em, từ từ. Lấy cái gì? Nấu đi đừng có gây lộn. Không phải, hồi nãy lấy. Chị lấy ớt bột chưa? Chưa lấy ớt bột. Và chúng ta nên nhớ rằng chúng ta vẫn còn hai câu hỏi lúc khó khăn quá trả lời để chúng ta tháo cái áo 500 ra nha. Bên này, bên này, bên này. Okay. À, em đang làm những cái nhỏ nhỏ đúng không? Em làm gì ạ? Em rồi cắt đến mộc nhĩ ạ. Thật ra với cái chiếc áo 500 là không có khó khăn ha. Khó sao không khó? Không gian cũng rất là im ấm ha. Tại đang căng quá nè. Sao căng? Không làm được. Rồi coi cắt kìa, thấy thương không? Cái kiểu như cái tay không có lực vậy đó. Tại vì bị máng cái nách lại nè. Rồi câu hỏi tiếp theo của chị Như. Tại sao chúng ta không dùng nước lạnh mà đi dùng nước nấm hương để pha cái hỗn hợp này? Cho nó thơm. Đúng, lột áo ra. Hỏi anh Huy, câu hỏi của đội anh là tại sao chúng ta sử dụng ớt bột cho phần tôm sao? Cho nó thơm. Rồi đúng rồi, tháo ra. Phải đeo lại đó. Tháo vật cản ra. Nhớ chúng ta tranh thủ nha, chỉ có 5 phút thôi nha. Rồi, chuẩn bị rồi, nha. Rồi, trong thời gian chúng ta còn thoải mái, tinh thần đang rất là thư giãn thì chúng ta sẽ nghe những ca khúc từ ca sĩ Kim Thành. Vừa nấu vừa hát luôn Kim Thành ơi. Ôi mình còn làm xong rồi nghe bài bang bang bang. Cận người qua người lại ly chọc cấp đá đập chen chen chen. Nhìn về đôi kề vai thỉnh thoảng lại ten ten ten. Cụm ly nào keng keng, còn thôi thì xem. Yeah. Bây giờ cái nước ngâm nấm này nè để làm gì? Bỏ này vô. Ngâm nấm này đi, tí cho vào. Cái này đúng không? Dạ vâng đúng không ạ. Nhiều không? Nhưng mà nấm mãi xong rồi cho vào anh ạ. Ý là phải pha này trước đúng không? Vâng. Đúng rồi. Đường 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 đâu đường đâu đường đây. Cái hành này phi thơm rồi, sao nữa nè? Rồi, hết giờ, mang vật cản vào ạ. Ok, hả? Ok. Đây, 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 chị xem coi như thế nào nhé. Ok. Để, anh bỏ, bỏ tay đi để em cho vô. Rồi. Đúng rồi. Đảo đều lên này. Rồi ơi. Đảo đi, em đảo cái chảo. Rớt rồi, thành canh luôn rồi. Đảo tay trái luôn nè. Đây là món canh tôm bằm và nấm. Thơm quá, thơm dạ quá. Mình còn 5 phút nữa à, là vừa đúng thời gian bỏ vô hấp luôn à. Mọi người để vào hấp đi à. Chuẩn bị. Ráng nha, từ từ nha em. Anh xếp cái đấy lên trước. Xếp đậu hũ lên trước rồi nhét tôm lên. Rồi, bây giờ chúng ta còn 4 phút nữa để trong thời gian chờ tôm chín thì chúng ta sẽ có một trò chơi nhỏ là hát nói. Và ca sĩ Kim Thành sẽ mở màn. Ngày hôm nay ta cùng họp hân nơi đây. Mọi người bên nhau ta hát mừng sinh nhật. Chữ nhật, nhật, nhật. Nhật, 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 bên kia ơi. Kia anh. Nhật. Nhật trời trong, nhưng trong lòng không thấy bóng thấy ông anh sáng. Hát cái gì vậy? Hát chủ nhật trời trong thì bắt đầu chữ nhật được mà. Miệng đâm ngang là được mà. Ai không? Cho đâm ngang? Ủa chứ giờ chữ nhật ở đâu ra? Rồi miễn là có nhật vậy được rồi. Rồi sang. 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 Sang ngang rồi ôm kỷ niệm vào thương nhớ. Nhớ không em, lời hứa ngày xưa. Mình bên nhau dưới ánh trăng đa nguyện thề. Thề ạ? Thề chị. Ai? Ba. Thề rằng người đã quên hết. 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 Hết rồi. Hết thật rồi. Thật ra là nếu mà muốn dễ hơn là mình hát cái câu mà trong đó có cái từ đấy là được. Rồi. Mình đổi chơi luôn chứ trong đó có từ đó là được. Từ rồi chị Như ạ, từ rồi. Rồi một ngày kia em đi xa, không còn ai trong bóng anh, đã không còn ai hỏi han đêm ngày. Ngày. Ngày mai em đi đến một nơi xa lạ, nơi em sẽ sống nhưng tháng ngày không anh. Anh ạ. Chữ anh chị ơi. Anh không trách em sao nỡ quên. Đa đi đa đi đa. Đa. Đa đi 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 đa. Hey hey hey. Từ hay. Hey hey. Từ hay mambo, hay hay mambo. Từ bô. Từ bô. Từ bô là bô. Mẹ mẹ hãy lắng nghe cùng nhạc.
Cùng quay cùng trong Mambo. Bên đây bị đâm lao rồi. Tôm chính rồi đó mọi người ơi, kiểm tra đi, hết giờ, hết giờ, hết giờ. Wow. Cho hành vô hấp hành. Cái nước này là tinh tí như cái gì đó. Xong. Xong rồi. Và bây giờ là hết giờ, chúng ta sẽ chuyển sang bằng chấm điểm của hai đội ạ. Đây, thế là sau một khoảng thời gian chúng tôi đã hoàn thành xong món ăn ngày hôm nay mà bếp trưởng thử thách mình. Cảm quan đầu tiên là hai món đẹp ngang ngửa nhau. Dạ. Wow. Thôi đẹp là được. Bây giờ mình ăn cái vị trước nha. Không. Bên đây cái màu đúng hơn. Nó phải nâu nâu như vậy nó mới ra có nước tương, nó mới đúng. Ăn bên đây trước. Ăn thử miếng nấm nha. Miếng đậu hũ. Không lấy. Không, xin sẽ thử nấm với đậu hũ thôi. Mình để cái vị ở trong ký ức chút xíu mình moi ra. Rồi, bên đây. Hơi bị ngon luôn á. Vậy hả chị? Thử của em. Ôi mặn dữ vậy em. Trời ơi, chị chưa có bỏ vô miệng nữa, chị nói y mặn dữ vậy. Lát nữa. Rồi, rồi. Dạ cho em xin chai nước. Thấy chưa? Trời cái gì kỳ vậy? Rồi mình tiếp nha. Hai đội thử của nhau chưa? Mày thử của em rồi. Chưa có thử của chị Như. Cho em mượn em thử của chị Như. Em sắn một cái nát dĩa luôn á. Ngon. Không quá sao à. Em có thiếu nước tương. Muối nhiều quá. Bị thiếu nước tương. Bây giờ mình sẽ ăn của đầu bếp nha. Sao này ăn cứ... Wow. Đâu? Mình thử của đầu bếp coi. Rồi mời Trần Nhậm thử miếng của đầu bếp. Ngon không anh? Nó ăn vô cái thì nó cảm nhận từ đây xuống đây nó có cái vị cay của ớt bột, nó không có làm cho mình bị hắt lên giống như sa tế mà nó rất là thơm. Em chưa được ăn con tôm của chị. Em mà ăn con tôm của chị em chấm cho chị 10 điểm. Cái món của em cũng không phải là dạng dừa. Cái món của em để chị review cho. Bỏ vô một cái chị tỉnh ngủ liền. Nãy chị mệt quá, chị đang mệt quá. Cái chị ăn thử miếng của ăn thử miếng của Huy. Mệt quá trời mệt. Đây là món ăn giúp cho thực khách có thể tỉnh táo khi đi làm. Cân mặn đánh thức vị giác. Mình đã có kết quả và câu trả lời ạ. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng lắng nghe kết quả đến từ bếp trưởng Hoàng Xin. Dạ, kết quả có và ngay liền luôn. Đội anh Huy màu sắc rất là đẹp. Trình bày gần giống của em. Yes. Khoan từ từ. Em từng cầm thôi. Nhưng mà ăn xong cái là em bị thức tỉnh giống như chị Mèo nói á. Gọi là đánh bật vị giác. Cho nên là đội thắng cuộc hôm nay là đội chị Khả Như. Em xin trao chiếc cúp này cho bạn Kim Thành, khách mời ngày hôm nay ạ. Chúc mừng nha, chúc mừng Kim Thành nha. Chúc mừng sao không vui. Chúc mừng. Hả? Sao không vui. Sao không vui. Cảm ơn bạn đã nhường nha. Vui trong lòng ạ, vui trong lòng. Chúc mừng. Thôi được rồi, đừng có hậm hực như vậy. Một cô gái xinh đẹp, nhỏ nhắn, đáng yêu, dịu dàng như thế này, khó khăn lắm mới có thể nấu được cái món đó. Cảm xúc của em như thế nào khi đến với chương trình? Thật ra hôm nay em rất là vui khi lần đầu tiên được đến với căn bếp Vui Nhộn. Và cũng nhờ chị Như trợ giúp rất là nhiều thì em mới hoàn thành được món ăn đó. Cảm ơn anh Huy với bạn Nhậm đã nhường em. Và cảm ơn đầu bếp rất là dễ thương. Yeah. Rồi Nhậm, tuy ngày hôm nay mình không chiến thắng nhưng mà mình đã hoàn thành được một cái món ăn mà đầu bếp đã dạy cho mình. Thì cảm xúc của Nhậm bây giờ là như thế nào? Hãy chia sẻ với tất cả mọi người đi. Điều đầu tiên thì em cảm thấy rất là vui vì đến đây được gặp các anh chị đồng nghiệp và cũng như anh bếp trưởng đây. Và em được có thêm nhiều trải nghiệm mới này, biết thêm nhiều món ăn mới. Và quan trọng nhất là em thì em đến đây được vui gặp mọi người, em thấy vui lắm rồi. Dạ vâng. Còn phần thưởng thì nếu như mà mọi người có thương em thì cho em thêm phần thưởng thêm xíu nữa thì cũng không sao. Thật sự thì khi mà đến với chương trình này, rất cảm ơn hai bạn vì đã hết lòng hết sức với chương trình. Vui, dễ thương. Và đầu bếp Hoàng Xin hôm nay lại mang một món ăn đến cho quý vị khán giả và chúng ta có thể nấu ở nhà trải nghiệm rất ngon nha quý vị. Hãy như một lần nữa cảm ơn quý vị khán giả đã theo dõi chương trình. Và chương trình Căn Bếp Vui Nhộn do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng Madison Media Group thực hiện. Quý vị và các bạn thân mến, chúng tôi rất vui khi mỗi tuần được đồng hành gặp gỡ quý vị vào lúc 19 giờ Chủ nhật hàng tuần trên kênh HTV7. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại. Lấy hôm ông bên vậy? Hôm nay chị mặc đồ như một món quà. Trời ơi, em có định khui quà. Có những món quà mình không nên khui. Không sao hết.
Khả Như, anh Tú. Rất vui được gặp lại quý vị trong chương trình Căn bếp vui nhộn. Chương trình được thực hiện bởi Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh cùng với Madison Media Group. Cái gì dữ vậy? Cái đó là một cái niềm hân hoan đúng không? Có sếp tổng ở dưới. Nhưng mà chị Khả Như này, nãy giờ hai chị em mình đứng nói chuyện cũng lâu á, mà chị có biết hôm nay khách mời là ai không? Khách mời hôm nay vừa đẹp trai vừa đẹp gái. Ai ạ? Rất đáng yêu, tươi tắn. Mà chắc là trẻ đúng không? Không nói về trẻ già ở đây nha. Nào bây giờ chúng ta hãy cùng chào đón ca sĩ Tăng Phúc và diễn viên Misa. Dạ, em chào anh chị ạ. Dạ. Ủa chào gì mà bén lén quá vậy? Bén lén quá vậy. Phúc ơi, tên đầy đủ của em là Tăng Minh Phúc hả? Tăng Vũ Minh Phúc ạ. Tăng. Giờ gọi em mình đọc sao? Là Tăng Phúc đi. Tăng Phúc nha em. Đi. Nếu mà chị thích thì chị có thể gọi em là Pikachu được. Pikachu. Pikachu em có tốt điện không? Mà mất điện rồi. Hay quá, lúc này điện giật thì không mấy có mặt đây rồi, hát tặng khán giả bài hát được không? Một đoạn nhỏ thôi. Dạ ok, em sẽ gửi tặng cho mọi người một bài hát quen đi. Mình rời xa nhé, hãy tin anh, hãy sống vì mình. Anh mong ai đến sau sẽ yêu em nhiều hơn anh. Đừng chờ anh nữa, hãy quên anh. Năm tháng nhạt nhòa chuyện mình rồi cũng sẽ qua. Hey, đây là một bài hát quen thuộc đến nằm trên chiếc ô tô của chị mỗi khi đi làm. Dạ, cảm ơn chị. Misa, em có thể hát một bài tặng mọi người không? Khi mà em hát á, bạn bè em hay nói rằng là em có một cái giọng ca rất là giải trí. Hay em sợ mọi người, em chị thôi được sao? Rồi, được rồi, chị hiểu rồi, chị hiểu rồi. Dạ, dạ đúng rồi. Nếu như mà em không hát á thì mọi người còn yêu quý em. Chứ mà lỡ em hát xong cái hình ảnh này nó không còn gì hết nha chị. Dạ. Sao đâu, chị Như sẽ hát thay em. Đúng, đừng làm như vậy. Chúng ta phải tiếp tục chương trình chứ hả? Và đội phó của em là ai? Là những người rất dành trong chuyện bếp núc. Đó là ai ạ? Anh Tú. Khả Như. Bất ngờ chưa? Wow. Dạ thật sự là hai anh chị có thật sự là biết nấu ăn không ạ? Hai người không tin đội phó. Không phải mọi người. Không tin vào khả năng của chị em mình. Tại vì lần đầu em tham gia chương trình này em cũng không biết là công việc mọi người có thật sự là mọi người có ở nhà thôi, em làm không cần nhiều hay em không? Em không cần phải giải thích gì nữa. Bây giờ hình phạt của hai đứa em á là phải vượt qua một chướng ngại vật, một cái thử thách mới có thể chọn được tụi tôi. Đúng. Xin mời thử thách ạ. Em nhìn thấy có một bàn cờ ở đây, mình chơi như nào vậy chị? Ôi, quả đúng là một MC đỉnh cao của chương trình. Bây giờ nè, cờ 4 thôi. Ai qua bên đó trước thì người đó thắng. Cái này bên đây bên đúng không? Em bên kia. Rồi, em đỏ hình qua đây. 1, 2, 3. Bắt đầu. Tiếp, nhanh lên, nhanh lên. Đúng rồi, tiếp. Nó sát cửa rồi, nó hai rồi. Hai rồi, né lên, đúng rồi. Ơi, chị cổ vũ em bằng cả trái tim luôn á. Không, em định. Không sao cả, người thắng cuộc là Misa. Yeah. Em chọn ai? Em chọn chị Khả Như. Yeah. Tại vì em để ý mấy chương trình trước á là em thấy là chị Khả Như chiến thắng hết. Phúc Phúc, qua bên này. Cho nên em về đây cho nó an toàn. Mặc dù là cái bộ móng này thì em không biết là nấu được bao nhiêu. Bé, thôi. Chị là chứng minh cho cái chuyện mà phụ nữ có thể làm đẹp và làm bếp rất ngon. Tú thì không muốn nói nhiều với chị Khả Như. Tú chỉ nói với cả Phúc là bất cứ một người nào về đội Tú đều chiến thắng. Vậy thôi. À là Tú nói mấy số nào? Số nào thắng? Số gần nhất của mình là khi nào ạ? Đừng hỏi. Ok. Và bây giờ chúng ta sẽ gặp bếp trưởng của chương trình. Và trước khi gặp bếp trưởng chương trình, xin mời quý vị khán giả nghỉ giải lao trong ít phút. Chúng tôi sẽ quay trở lại ngay ạ. Ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng gặp gỡ bếp trưởng Hoàng Si. Chào quý khán giả, chào chị Như, chào anh Tú và chào hai bạn chơi. Yeah. Hôm nay em đến đây mang tới một món cũng thời thượng nữa, bánh takoyaki.
Wow, cái bánh đó xuất phát từ Nhật hả em? Em cũng không biết nữa. Phải không? Tôi nghĩ là chắc là Nhật chị. Bản đó chị. Dạ, mà bánh em thấy Nhật. Những cái bánh này thường hay bán ở những cái xe đẩy. Người mà ta những... hay gọi là bánh bạch tuộc đúng không? Bánh bạch tuộc quá vậy đó. À, đi rõ ràng rồi. Tú là người biết tên được món này, biết là bánh chiên luôn. Chắc chắn Tú sẽ làm món này rất ngon đúng không ạ? Không giấu gì mọi người. Đoán mòn. Thôi thôi thôi, không nói nữa. Bây giờ chúng ta sẽ cùng xem bếp trưởng nấu như thế nào nha. Và bây giờ chúng ta sẽ thực hiện món bánh bạch tuộc takoyaki. Gì? Nghe bây giờ đeo vô đúng không? Dạ đúng rồi chị. Bây giờ Phúc chọn gì? Thôi để em nhìn đi. Em này ha. Ok ok. Bây giờ mình bắt đầu nha. Chúng ta sẽ có những nguyên liệu như sau: bột bánh takoyaki trộn sẵn, hành lá, ok, sốt takoyaki đang kèm, mayonnaise, cá bào, rong biển sấy khô, gừng chua, trứng gà và quan trọng nhất nguyên liệu đó là bạch tuộc tươi. Công đoạn đầu tiên thì mình sẽ pha bột nha mọi người. Bếp trưởng đang làm gì vậy? Phúc ơi! Phúc ơi! Đây, đây, đây. Phúc đang làm gì vậy? Phúc ơi, tỉnh dậy! Đừng ngủ nữa! Ai ngủ? Hiểu. Người ơi! Ơi, ơi! Rồi. Hiểu chưa? Về chưa? Anh nói gì? Hả? Anh nói gì? Dạ, bây giờ mới quà nhập được rồi. Em coi mình đi. Sẽ cho phần hành vào phần bột nha. Hành để vô bột. Anh lấy cái trứng, anh đập. Anh mở cái trứng ra, anh giục cái vỏ trứng đi. Trời, trời ơi, miêu tả kỹ chi tiết luôn. Mình sẽ có một lượng nước nhất định. Anh đổ một tô nước. Một tô nước, nhìn kỹ lượng nước nha. Một tô nước. Chưa, nửa tô à. Nhưng mà chưa hết nửa tô. Anh đổ hết cái tô nước luôn. Đổ hết tô nước hả? Đổ hết. Anh quậy. Đổ hết tô nước. Tú. Hả? Nhìn thấy rõ không? Em không nhìn thấy rõ nhưng mà Phúc nói không rõ luôn nhỉ. Có nghe. Đổ hai tô nước rồi. Nhìn kìa. Đổ hai tô hồi nãy phải là một tô. Anh đổ hai tô nước. Không có. Bốn cái muỗng. Và đội bạn đang làm sao nhãn mình đúng không? Sao ngửa hút muối hả? Không, anh đừng có lắc cho em nói mi sao thôi. Anh đừng có lắc bên đó. Để em đang quậy bột, đang quậy bột. Ngửa hút muối cho mi sao. Anh đổ thêm 3 tô nước nữa. Là bây giờ mình mới chọn là đủ thao. Mới lui là. Là đủ hết 3 tô nước hả? Không có 1 tô thôi, không có 1 tô thôi. Em nói gì kệ em. Đâu, chị Thư nãy chị bảo rằng là đổ tới 4 tô nước lận. Là 8 tô nước hả? Đúng rồi anh, 8 tô nước với lại bên nãy nửa hũ muối và thêm nửa hũ muối nữa là một hũ muối chẳng. Yeah, ok. Bây giờ em sẽ lạc hướng đồ bên kia. Anh kia em lặng nha. Khi nào mà em khèo tay anh thì em mới nói thiệt. Còn bình thường là em không nói thiệt nha. Ok. Em nói vậy là bên đó cũng nghe mà đúng không? Dạ nghe. Ok, nghe rất rõ luôn anh Phúc ơi. Lấy bạch tuộc ra cắt. Ok. Phần bạch tuộc đã chuẩn bị xong. Thì bây giờ chúng ta sẽ đi tiến hành là chiên bánh. Thơm quá trời đẹp, thơm rồi nè. Thơm không? Thơm. À. Mình để bột đầy khuôn thì mình sẽ không có để cái nhân vô được. Và nó sẽ không có tròn. Tôi chẳng nghe được gì bếp trưởng ơi. Con mệt lắm. Con mệt mỏi lắm mẹ à. Ôi này dễ lắm mọi người ơi. Em nấu được rồi đó. Hay. Em nấu. Đi xoay. Anh chỉ cho em nấu. Dạ. Sau khi bắt bếp lên xong anh đổ bột vô, anh bổ tràn cái nồi luôn. Sau đó anh dỡ cái bếp xuống. Em nghe anh nói không? Nghe. Không. Em đang chỉ bé miso. Ok. Ok, được không? Anh cứ yên tâm đi. À, đối với món này chính thì chúng ta sẽ ăn với rong biển, cá bào và gừng chua và kèm theo mayonnaise béo béo với một ít sốt. Cái gì đá bào hả? Cá bào, cá. Cái bánh mà ok rồi là phải lấy cây tăm xỉa răng. Đây vào. Xong rồi rút ra mà không dính bột là ok. Ok không? Hay ok quá à. Nhìn qua chỉ thấy ok. Ủa? Thôi chứ không biết cái gì hết á. Chị nghe được mà mèo. Cái gì? Có nghe được đâu, nhìn thấy ok quá. Làm cái gì á? Rồi bây giờ thì chúng ta sẽ trang trí. Đây là sốt mayonnaise nha. Làm hình chích chắc. Cái đó là cái gì vậy? Cái này là gừng ngâm chua, gừng đỏ của Nhật. Gừng đỏ. Rồi mình sẽ có một ít rong biển sấy giòn nữa. Rong biển sấy giòn. Anh đang bỏ hết tất cả mọi thứ lên. Dạ rồi, món ăn hoàn thành. Ngon quá. Wow. Mới nhắm mắt mở mắt ra thấy mấy viên luôn rồi. Món này mà nếu như bà không thấy thì khó có thể làm được. Dạ đúng rồi. Tuy nhiên mèo đã thấy rồi. Em cũng thấy rồi. Và bây giờ chúng ta đã sẵn sàng để hai đội đấu với nhau chưa? Sẵn sàng. Nấu thôi.
Và bây giờ chúng ta đã quay lại với căn bếp vui nhộn. Và thử thách ngày hôm nay là hai đội sẽ mặc bao bố để... Mặc rồi em. Dạ. Yeah. Mặc rồi. Giúp và đứng lên. Giờ đứng sao nè. Giờ không biết đứng sao luôn xin ơi. Cứu đi, đó, cứu đó, đi. Dạ, dạ. Không, không. Bên đây được không ạ? Anh em đàn ông, anh em tôi đàn ông. Ừ, đừng giúp. Wow, đàn ông ghê. Anh ngồi cái tướng gì mà sao mà không. Phút này chuẩn bị lên nha Phúc ơi. Là quyết tâm em không ngủ luôn vậy. Đàn ông ghê đó. Wow. Dạ bây giờ chúng ta sẽ có 5 phút để đi siêu thị và lấy đầy đủ nguyên liệu như đi, em hồi nãy. Rồi đi hai người luôn. Mình đi bên nào? Bên trái. Nãy lấy cái gì em nhớ không? Vậy là có trứng. Đây, hành lá con. Có hành nữa hả? Trời ơi, hành gì bự dưới ta. À có một cái chén bơ nè. Đây bỏ vô đây, bỏ đại vô. Ê, bạch tuộng sau. Lấy đĩa luôn. Sốt nè. Còn nước sốt nữa từ bẩn đến cầm chân. Đi về xong rồi đúng không? Tại em dính cái gì thế ghê vậy? Hả? Đâu? Ê, đúng rồi, mình còn thiếu cá bào. Chưa. Lấy khăn giấy trên chùi tay đi rồi mình đi. Hết giờ. Nó đâu? Cá bào đâu? Ủa? Hình như mình lấy rồi. Và 5 phút đi siêu thị đã hết à. Cá bào lấy chưa? Cá bào trong biển. Lấy cá bào trong biển đâu? Cá bào trong biển đâu? Hết giờ rồi. Ủa sao mình không có cá bào, mình không có con biển, mình không có gì chứ gì. Và chúng ta ổn định đi à. 20 phút cho món bánh bạch tuộc bắt đầu. Ok. Coi chừng bị ăn cắp đồ nghe. Cái gì vậy, đi ra đi. Nhiều, cho sim ít xong biển với cá bào đi. Đây cho một miếng ít thôi. Nha. Người ta xin một miếng thôi đó. Vậy thì cho một miếng nè. Miếng nữa đi trời. Rồi đi về làm đi, lẽ không kịp. Ban tổ chức quên bỏ cá bào vào xong biển của bọn em rồi. Cực quá à. Ok. Ủa sao bên kia sao nhiều? Sao mình nó có miếng không biết. Thế bên kia nhiều quá ta. Sao mình không thấy trong biển cá bào của mình ta? Anh Tú ơi. Hả? Mình kiếm đồ á, mình kiếm có tâm chút xíu là mình thấy à. Không, ban tổ chức quên bọn em rồi. Không, có chuẩn bị đủ hết á. Bây giờ mình sẽ đeo bao tay vô nha. Bây giờ em còn nhớ cách làm không? Cái này nè, là hình như là nguyên tô đúng không ta? Đập trứng vô. Bỏ một tí xíu bột nêm đúng không em? Ê, trong thời gian đó em sắc bạch tuộc ra nha. Ok. Sốt mayonnaise gì nữa? Sốt mayonnaise đây. Đổ vô từ từ nha. Vừa đánh vừa đổ. Thêm nước. Và trong thời gian 20 phút chơi thì mình sẽ có hai câu hỏi cho hai đội. Ai trả lời đúng thì mình sẽ được tháo cái bao bố ra để tiện việc thi đấu hơn. Chừng nào ai muốn thì báo em nha. Rồi, ok. Bạch tuộc có bao nhiêu trái tim chị? Dạ, bạch tuộc có tim không ta? Bạch tuộc có 4 trái tim. 3 trái tim. Đúng. Lột. Em lột đi. Tự lột đi. Không, em rút dây. Ủa gì hết? Máu bạch tuộc có màu gì? Màu xanh. Màu xanh là đáp án đúng. Đội này được lột đồ ra. Lột anh. Trời ơi, không đi, nó cắt kìa. Cái hộp lột bỏ vô nó đừng có bị cái bể cái cục bánh ra chị. Không, bạn này đang cắt sashimi á chị không mà. Quên nêm nữa. Xíu nữa là cái món không có một cái gì luôn. Không muối không ta. Thấy còn nhớ không? Xin phiến đi, tại anh làm tay quen á. Anh lại tiếp tục sáng tạo anh. Để nguyên miếng vô cái cục mình luôn cho nó cay. Đó, để đằng lát mình lúc mà mình bỏ bạch tuộc vô cái mình bỏ vô luôn. Mọi người tranh thủ nha, còn 10 phút nữa để chiên bánh á. Và bây giờ thời gian đã hết, chúng ta phải mặc lại bao bố để thi tiếp ạ. Ủa? Ê khoan. Mi sao em mặc đi, em mặc. Nói rồi bên kia mỗi người lấy một cái rồi chị. Ủa sao kỳ vậy? Đó trả rồi đó. Trời đất ơi, giấu cái váy luôn thiệt chứ. Và bao bố của ai là người đó bận nha. Sao tự nhiên đem chỉ giấu? Thiệt luôn. Mình còn quên cái gì không? Bạch tuộc. Cắt bạch tuộc. Trời ơi. Bên anh Tú sao rồi anh Tú? Ổn à. Anh có giận em gì không mà anh buồn hiu vậy anh Tú? Em buồn chứ. Sao vậy, em làm gì em buồn? Tại không nghe được cái gì trong tiết mục này hết á. Sao không nghe? Hồi nãy Tú đâu bị bịt tay đâu. Anh bỏ nhân vô cho em đi. Bỏ miếng ớt nữa. Trời, em thấy nó khét rồi đó mọi người ơi. Đối với món này thì đội nữ quá khéo rồi anh Tú ơi. Trời ơi, chưa chắc ai hơn ai đâu, cho em xin cục nữa. Ớt nữa anh ơi, mình thiếu ớt rồi. Trời, signature của mình là phải bao ớt vô. Vừa thôi, tại lát nữa, không lát nữa mình ấy nữa đó. Mình bị trừ điểm. Tí nữa cho nó đầy cái bánh lên thôi. Để. Còn 3 phút nữa nha, coi bánh chín chưa. Mình làm mấy cái thôi đúng không? Mấy cái bao nhiêu đủ thôi. Anh Tú ơi, anh Tú. Hả? Anh có muốn em hỗ trợ làm cái bánh tròn không? Không à. Tôi tự lực cánh sinh được ạ. À? Chúng tôi gọi là sự chuẩn chỉ. Cho em hỗ trợ đi anh Tú. Năn nỉ đó. Nhìn tội nghiệp đó đúng không? Nhưng mà chưa đâu. Nè đổ đây nè, đây miếng này nè. Đúng rồi, đổ vô. Quan trọng là thành phẩm, dạ, không phải là cách làm. Một cái sự chân thành đã được khước từ ạ.
Ủa mà trong này có nhân chưa ta? Nói nghe nè, em năn nỉ một lần nữa nghe, cho em phụ đi cho nó đẹp. Không, em thích xấu xấu gì đó. Ê, cái này đẹp nè, cái này đẹp, đừng cái đẹp nè. Quan trọng là không phải xấu đẹp. Dạ, quan trọng là ngon dở. Nãy tụi em nêm nếm khác người ta mà, có giống người ta đâu. Ok ok, để mà lần nó lại, mà lần chị lại. Mèo ơi, ơi bản vẫn không cho phụ. Ủa vậy hả, chết rồi, em bị khước từ hả? Chị hát cho em nghe đi. Không không, chị không có nhu cầu, em đi ra giùm chị. Trời đất ơi, người ta đang làm lu bu muốn chết. Còn khoảng 3 phút cuối cùng thì bây giờ chúng ta sẽ tiến hành trang trí nha. Lấy cái dĩa nhỏ thôi, tại mình ít bánh mà. Ủa mayonnaise đâu? Ủa đang mình đổ vô bánh hết rồi. Ủa, là là sao? Nãy em có xem không? Có, có xem. Nhưng mà sao nó kỳ vậy? Hết giờ. Dạ bây giờ mình cởi bao bố ra mình chấm điểm à. Kính thưa quý vị và các bạn. Sao trịnh trọng quá vậy Tú? Là tại vì ngày hôm nay em đứng với Phúc và hai bọn em đã làm một cái món ăn mà em nghĩ là nó vượt qua quỹ đạo của thời gian và không gian. Nó mang một cái tính sáng tạo cực kỳ đó. Không theo một cái quy chuẩn nào vậy cả. Vậy là hai đứa em là người chơi hệ ngoài hành tinh. Ủa, đúng sao không? Lần nào chị cũng nói em ở trên rồi xuống hả? Tại em chỉ có ở trên xuống mới như em thôi. Thời khắc quyết định cũng đã tới. Ok à, mời. Cách nhìn đầu tiên á thì mình nhìn mình nói trước đi ha. Cái này em thấy giống kiểu mà bông lan trứng muối á chị. Còn bên đây thì đúng là thấy giống bánh bạch tuộc. Có gừng nè, có cá bào xa xa. Rồi dễ đồ. Nói chung là nhìn cũng đẹp. Có sáng tạo. Dạ có sáng tạo. Bây giờ mình ăn thử mình nói ha. Đúng. Ăn thử trước mình ăn bên đây. Ăn bên kia trước đi, đợi bên này. Nó còn hơi nóng nên làm chín cái trong. Trời, cái bạch tuộc của mày nó chín tới gắn. Em thấy bên kia là khô rồi đó. Dạ. Ngon. Ngon, ngoài giòn, trong mềm. Bạch tuộc vừa chín tới. Ok. Đẹp. Hey. Đẹp đâu, em thấy có đẹp gì đâu. Đẹp. Thứ nhất về mặt phần thẩm mỹ thì bên đó chắc chắn thông qua bên này, bên đó nhìn bị ngán. Mình ăn là mình phải nhớ làm sao đâm thẳng vào bạch tuộc. Phải ăn nguyên cục, tại vì trong đó nó có một cái thành phần đặc biệt nữa. Cẩn thận nha anh, cẩn thận. Trời sao vậy, nút được không anh, nút được không? Xin. Không, không, không ăn được nhà nha, đừng cố. Đừng cố xin, đừng cố. Không, nói chứ ngon đó. Cái bánh rất là mềm. Đúng rồi, đúng rồi. Tại vì bên này muốn sự mềm mại. Vâng ạ. À. Bánh đây chiên rất là lạ. Vàng hơn bên mình nữa, mà ở ngoài mềm xèo à. Đó là lý do tại sao ạ? À? Rất khó để làm. Đúng. Tại vì nếu như người ta nhìn vào vàng là người ta sẽ biết bánh giòn chín bên ngoài, mềm bên trong. Nói chung là hôm nay em cảm nhận được là bánh bạch tuộc Takoyaki ở đây. Bên đây là phong vị của một loại bánh mì Pháp nào đó. Nhưng mà thoạt nhìn là bông lan trứng muối của Việt Nam. Em vẫn muốn trước khi mà em đưa ra kết quả, muốn anh Phúc ca tặng bài được không? Rồi, ok. Cơ hội tới rồi anh ơi. Trong thời gian đó tôi anh thích bài nha. Gì à? Cái gì mà đến sau rồi hạnh phúc gì gì đó. À, cái đoạn mà anh mong ai đến sau sẽ yêu em nhiều hơn anh. Đúng không? Đúng rồi. Ổn hát rồi đó. Dạ, cảm ơn anh. Rồi bây giờ mình thử của nhau đi ạ. Thêm bài nữa đi khoan ăn anh. Khúc nữa đi. Hát bài bài gì? Bài mà thể loại mà cũng giống giống vậy á. Sao bánh của em bị mềm quá vậy? Của mèo thì hơi bị mặn. Rơi mất đi một người. Là khi nước mắt mãi không ngừng rơi. Giữ cho nhau hy vọng ngày cuối. Giữ cho nhau cái bánh bạch tuộc đó. Hay quá. Quý vị và các bạn thân mến, bây giờ chúng ta sẽ cùng biết được ai sẽ là người chiến thắng trong cuộc thi ngày hôm nay. Thật ra trong cuộc sống thì sẽ có những cái gọi là bất nguyên tắc. Và nó sắp xảy ra đây. Cơ hội tới rồi anh ơi. Công tâm mà nói thì đội của chị Như ngon hơn. Nhưng và đối với em thì hôm nay đội chị Khai Như là người chiến thắng. Đối với mà cái cúp là em gửi cho đội của anh Phúc. Tại vì có nhiều lúc phải bất nguyên tắc á. Mình mê giọng hát người ta rồi bữa nay cái ta chơi nó cho nên là thôi không sao đâu, vậy tại là vì thiên vị rồi không sao đâu xoa, tại vì Xin đó là một người rất là tận tụy với bếp núc cuộc sống. Nhưng mà thật ra nếu mà mình nhận chiếc cúp này thì mình cảm thấy sao anh nhỉ? Có anh thấy bình thường. Ok anh nói vậy, anh nói vậy làm em yên tâm rồi. Tại sao không? Không em nói để anh nói câu đó đó, lâu lắm rồi mới được cúp á. Ok nên là hay quá anh ơi. Đi nhận chứ, em phải nhận chứ. Em cảm ơn mọi người rất nhiều. Em biết là ngoài cái việc mà anh thích giọng hát của em là em biết cái món ăn của em nó rất là ngon hôm nay, đúng không anh ạ? Đúng. Hai đứa mình thử hai mình thấy rất ngon. Đợi bên chị thấy rồi. Ngon mà ngon, trời ơi mặt ngon mà không ngon, nói nên lời luôn mà nói chị đâu nói được lên lời, nhìn mặt chị okay. Để biết rồi dạ sao vậy Phúc ơi, cảm xúc của em như thế nào khi mà em vô tình em nhận được cái cúp như vậy? Không, nó vô tình được, không thể nói Phúc đội tôi vô tình như vậy được, đó là sự nỗ lực đó mà cả một cái sự nỗ lực đúng của hai anh em của em. Không, đừng kể về quá trình nữa, khán giả thấy hết rồi. Em nói về cảm xúc của em khi tham gia thôi.
À, em thấy rất là tuyệt vời ạ. Chương trình mình vui ạ. Với lại em được nấu ăn và thể hiện một cái tài năng gọi là thiên bẩm trong con người em được bộc lộ ở đây đây ạ. Ok. Tú, Tú, đừng có tỏ vẻ như vậy Tú. Cái cúp đó là để chụp hình tình yêu của người ta nhận được. Không cái có tài đồng năng gì của em hết á Tú. Thiệt chứ. Đừng, đừng tỏ vẻ nữa. Có em trong đó mà. Có không? Hai anh em cùng làm nên. Ok, ok rồi. Nhưng mà hát thì có người hát, anh Tú anh nói là anh không có nghe nhạc. Không sao hết. Em ổn, nhưng mà vấn đề là mình vẫn được cúp. Đúng, hai anh em okay. Đó. Dạ, còn Misa em cảm thấy như thế nào? Dạ, em đến đây em thấy là em chơi là em vui rồi chị. Có cúp hay không, có cúp thì cũng thấy vui vậy. Ok, nhưng mà em hy vọng là lần sau em có làm thì em sẽ mời chị ăn một cái bánh mà trang trí nó đẹp hơn. Tức ghê luôn, mình học trang trí lại ha. Và tất nhiên là phải cảm ơn Hoàng Xin, bạn đã mang đến một cái món ăn rất là thú vị ha. Khán giả một lần nữa cảm ơn quý vị khán giả đã theo dõi chương trình Căn Bếp Vui Nhộn. Chương trình được thực hiện bởi Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với Madison Media Group. Và quý vị và các bạn, chúng tôi rất vui khi mỗi tối chủ nhật vào lúc 19 giờ được gặp quý vị trên kênh HTV7. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.